Video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc, editor trung tình và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Đây là bộ phim Warm Bodies, một bộ phim hiếm hoi mà zombie có thể được chữa trị để quay lại làm người. Tại thời điểm bắt đầu của bộ phim thì tận thế đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi. Và đây là R. R là một con zombie suy vì nghĩ quá nhiều nhưng mà không nói ra được. Trong đầu R cũng còn vài ký ức vài người ở sân bay khi tận thế xảy ra, nhưng anh không tài nào có thể nhớ được ra gia đình, công việc của bản thân. Thậm chí đến cả tên của mình đến tận cuối phim vẫn chẳng nhớ ra luôn. Chỉ nhớ rằng tên mình bắt đầu bằng chữ R nên sau tự gọi như thế luôn. Thật ra thì làm zombie cũng không khác con người là mấy, cũng không biết bản thân mình là ai, không biết mình đang làm gì. Con người mà cứ cắm mặt vào điện thoại thì khác gì zombie đâu. Chẳng qua cái thế giới người chết này thì nó hướng nội hơn tí, nhưng đấy chỉ là zombie thường thôi. Còn bọn hồng phấn khô lâu này thì khác. Chúng là dạng zombie đã bỏ đi lớp da của loài người, bỏ đi hết cả zombie tính và suy nghĩ trong em. Chúng sẽ bất chấp tấn công tất cả những thứ mà tim còn đập. Or không muốn như thế vì vẫn còn tình cảm và hy vọng có thể sống như một người bình thường ở phi trường. R tự chiếm lấy một cái máy bay làm ổ và thẫn thờ nghe nhạc ở trong đấy. R có một người bạn thân là Marcus. Thỉnh thoảng gặp nhau thì hai đứa khò khè với nhau mấy câu, trông tầm tình như bạn nhậu. Và loanh quanh lần nào cũng chỉ bật ra mỗi một chủ đề. Tại sao không cho xa lánh nghe lửa thù hận bằng con tai nghe One Audio Pro 10? Tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, chất âm hay chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với mảng loa 50mm, quá thích hợp để thưởng thức phim lẫn chiêu nhạc. Dù trận chiến đang ác liệt thì cũng chẳng phải lo, bởi One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền, với phần dây có thể dễ dàng thay thế. Đã thế lại còn có đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng với con giá hơn 750k. Nhưng khi vào xem kênh của The Reviewer và lưu mã giảm giá thì con giá chỉ còn có 590k. Bao ngon bao hợp ví. Hai người sẽ dẫn một nhóm nhỏ đến thành phố, nơi duy nhất phục vụ loài người cho món chính. Loài người bây giờ sống trong một bức tường siêu cao, ngăn cách với thế giới zombie bên ngoài kia. Định kỳ bên trong sẽ phái ra một nhóm đi thu thập vật tư bên ngoài. Lần này sẽ là nhóm do cặp đôi Julie và Perry dẫn dắt. Trước khi vào trận thì cả nhóm phải xem hướng dẫn do đại tá Grigor nói cái đã. Nhân tiện thì Julie là con gái của đại tá. Chả hiểu sao ông bố lại cho đi ra ngoài mạo hiểm với mấy cái thằng ẩn ơ. Theo đại tá, những con thây ma này có hình dáng giống con người, nhưng lại không có khả năng suy nghĩ, không chảy máu và không có cảm xúc. Đặc biệt chú ý đến bọn hồng phấn khô lâu. Rồi, lên đường thôi. Có một cái hay là thế giới thì đã tàn, nhưng nghệ thuật đường phố thì không. Nhóm của R đột nhiên ngửi thấy mùi của con người và đi thẳng vào tòa nhà bệnh viện. Ở bên trong, Julie và những người khác đang thu thập thuốc thì thoáng nghe thấy tiếng động của zombie. Perry nhất quyết phải làm xong nhiệm vụ cái đã. Không lâu sau, lũ zombie xông vào tấn công họ. Trong lúc căng thẳng chiến đấu thì sự chú ý của R đã rơi vào từng phát sóc lọ của Julie. R đứng lên đi thẳng đến chỗ cô nhưng lại bị Perry chặn lại. R lao thẳng vào cắn Perry không chần chừ, ăn luôn não để Perry không hóa thành zombie. Đấy, zombie cũng không tuyển bọn mất não đâu. Đã thế R còn được hấp thụ ký ức bên trong bộ não ấy. Cái này thì không biết zombie nào cũng làm được hay là chỉ có mình anh làm được thôi. Đọc suy nghĩ của Perry thì R mới nhận ra đây là bạn trai của Julie. Em thích ngắm máy bay. Mẹ em bảo chúng giống cái máy bay vì chúng biết bay đúng không em? Đấy, chỉ có bọn yêu nhau mới nói với nhau những thứ vô nghĩa như thế thôi. Tay cất não đi ăn sau. Rồi đi tới tiếp cận Julie đã tay không mảnh giáp. Julie thì coi như là thôi chấp nhận là tèo rồi nên là ngồi im. R nhanh tay chét cức lên mặt Julie để che đi mùi người của cô. Rồi dắt cô đi về theo lũ zombie. Một tí cức thế thôi chứ cũng không cần phải bôi hết người như là The Walking Dead mà đám zombie đã chả nhận ra rồi. R đưa Julie đến chiếc máy bay mà anh sống. Julie thì bất lực nghe theo sắp xếp. Cô vẫn tưởng bọn zombie giờ nuôi đồ ăn như chó vậy. Nhưng R cố dặn ra từng chữ để thanh minh rằng không có ăn uống gì ở đây cả. Nhận thấy Julie đang khóc và sợ hãi, anh bỏ đi để cho cô thời gian bình tĩnh lại vì muốn hiểu rõ hơn về Julie. R lôi não Perry ra ăn tiếp. Lần này thì biết được lối đi bí mật đi vào trong căn cứ. Và thấy lần Julie và Perry đi ra ngoài tìm bố Perry thì bị đám zombie tấn công. Đã thế Julie còn bắn hạ bố của Perry nữa. Chắc vì thế mà mối quan hệ của cô với Perry tệ đi. Sau đó R quay trở lại với Julie và cố gắng gần gũi hơn bằng cách đắp chăn cho cô ấy, thậm chí bật cả nhạc lên. Trong lúc đấy, trái tim của R đã đập lại một nhịp. Sáng hôm sau khi thức dậy, Julie bảo luôn là đói. R vui lắm. Đấy là cách giao tiếp mà anh hiểu. R liền xách mông đi kiếm đồ ăn. Đúng là sim đến chết chưa hết là có thật. Nhưng tâm tư phụ nữ làm gì mà có thể đơn giản hóa trong một từ được. Julie chạy ngay khi có cơ hội. Cơ mà cô này định chạy ra khỏi một cái ổ zombie to vãi mà không thèm suy nghĩ gì cả.
May mà Or quay lại, lần nữa dùng cho chết cức để giấu mùi. Or ra hiệu cho cô giả vờ đi như zombie nữa cho nó đảm bảo. Ố, dề quá. Đóng giả zombie thì cũng dễ, cứ đơ đơ như Bella trong Twilight là được. Or sau đó mang đồ ăn và rượu vang về máy bay cho Julie. Đến lúc này thì cô nhận ra Or không hề có ý đồ xấu. Khi cô hỏi tên thì Or chỉ thốt ra được một tiếng rên rỉ. Thế là Julie gọi hắn là Or luôn. Julie đề nghị anh đưa cô về căn cứ, nhưng mà Or bảo đợi cho bọn zombie khác quên đi đã. Julie mới tò mò hỏi về những con zombie bên ngoài. Tôi chưa nghe zombie nào nói chuyện cả, họ chỉ rên rỉ thôi. Tôi thì chưa nghe con người nào rên rỉ cả, họ chỉ nói chuyện thôi. Mấy ngày sau, hai người dành thời gian để tìm những trò giải trí. Julie cũng dạy cho Or cách lái xe. Tối đến thì vào trong máy bay nghe nhạc cùng nhau, giết thời gian để chờ lũ zombie quên đi như lời Or nói. Cuộc sống sướng hơn cả thời chưa tận thế. Julie cũng tâm sự về sự ra đi của Perry. Cô cũng bảo là không buồn lắm vì đang buồn sẵn rồi. Tối hôm đó khi Julie đang ngủ, Or ăn nốt mảnh não cuối cùng của Perry. Thế là có được cái cảm giác bị chính mình ăn thịt là như thế nào. Or tởm đến độ phải nhổ vội mảnh não đấy ra. Khi anh vừa quay đầu lại thì Julie đã chạy mất. Lần này thì cô bị đám zombie quay lại, trong đó có Marcus. Or lại xuất hiện đúng lúc để cứu cô. Julie thì bất mãn với việc Or không chịu đưa cô về nhà, mà thật thì Or cũng có muốn thế đâu. Marcus lúc này cố cảnh tỉnh thằng bạn thân hãy diễn đúng vai của một con zombie đi. Hai bên to tiếng dẫn đến sự chú ý của đám hài cốt. Thế là Marcus bất lực nhìn thằng bạn dẫn gái chạy đi. Julie với Or lọt vào vòng vây của ba con xương thì bất ngờ Marcus lái xe đến giải cứu. Marcus đưa hai người đến hầm lấy xe để chạy thoát, nhưng một đám thây ma lại bu lấy họ. Or từ từ đi lên đối diện với chúng. Julie thì nắm lấy tay Or để an tâm hơn. Hành động này khiến cho đám zombie khựng lại và giạt sang hai bên nhường cho họ đi. Hai người nhanh chóng lái xe đi trước khi đám xương đen chạy kịp tới. Mối quan hệ của Or và Julie đã thắp lên cảm xúc cho những thây ma này, khiến cho trái tim của họ lại đập lại thêm một lần nữa. Bọn xương thì không hề thích điều này. Julie lái xe xuyên qua cơn mưa rào trên con xe mui trần. Đến một thị trấn thì hai người dừng xe lại để nghỉ ngơi. Julie tìm được một chiếc máy ảnh và làm vài nháy với nhau. Ý tôi là làm nháy. Một lúc sau, đội quân của đại tá Grigio đi tuần qua, nhưng Julie không dám xuất hiện vì lo cho Or. Zombie mà xuất hiện lúc này thì ngửi thành cái dép tổ ong. Thế là đêm đấy hai đứa ngủ lại tại căn nhà. Trong lúc đang tâm sự đêm khuya các kiểu, Or nói ra chuyện anh đã ăn thịt Perry. Julie bảo không sao, nhưng quay mặt ra chỗ khác đắp chăn đi ngủ. Ấy thế mà Or cũng ngủ theo và mơ một giấc mơ kỳ lạ, nơi mà Perry mỉa mai anh sống cũng chẳng sống được. Thế thì làm sao mà yêu con gái của đại tá? Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Or nhận ra Julie đã bỏ đi. Giờ thì Or chỉ còn lại mấy bức ảnh chụp tối qua để nhớ về cô. Thằng có nhà, có xe, có phi cơ riêng thì cũng không giữ được người con gái bên cạnh. Tại thời điểm này, cả hai quyết định quên đi mọi chuyện đã xảy ra giữa họ trước đây. Julie thì trở về bức tường biên giới với cha và mọi người, nhưng mà Or thì không quay về được nữa. Marcus dẫn đầu một đám đi tìm anh, báo lại rằng lũ xương đang săn lùng anh với Julie vì cả hai đã thắp lên sự sống cho những kẻ khác. Or quyết định phải báo cho Julie biết, cầm bức ảnh cô giơ lên cho tất cả zombie cùng thấy. Họ gầm gừ đồng ý hỗ trợ. Sau đó họ tập hợp những thây ma khác đi đến chỗ đường bí mật đi vào căn cứ, nhưng chỉ mình Or là đi vào trong thành phố. Đấy, ngoài việc đã chết ra thì trông Or có khác gì người bình thường đâu. Dựa vào ký ức của Perry, anh đã đi đến nhà của Julie. Trong khi đó, Julie đang kể cho bạn thân Nora về chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và thú nhận rằng là đang rất nhớ Or. Nora thì thấy thế thật là kỳ quặc. Bộ bà muốn có bồ đến mất cả liêm sỉ cơ bản rồi à? Sau khi Nora về phòng thì Julie một mình ra ngoài ban công ngắm trời ngắm đất. Tình cờ là Or lại đang ở ngay bên dưới ban công. Hóa ra rờ là Romeo. Nora nghe thấy tiếng động thì cũng chạy ra ngó thử. May mà ông bố giờ không có nhà nên Julie mở cửa cho Or vào trong. Nora lập tức phi đến đặt hàng loạt câu hỏi cho Or, nhưng Julie gạt đi hết để hỏi một điều quan trọng nhất. Anh đến đây để làm gì? Or muốn chứng tỏ rằng zombie đang trở lại làm người, nhưng để thay đổi niềm tin của loài người thì rất khó. Cơ mà sau khi biết được có rất nhiều zombie đang như vậy thì cái tin này trở nên quan trọng này. Hơn nữa là đám xương đang truy lùng bọn họ nữa. Thế nên là Julie quyết định đưa Or đi gặp bố. Trước khi đi thì họ bắt Or tắm rửa, trang điểm các thứ sao cho giống người sống nhất có thể. Ít ra thì khi đi gặp đại tá cũng không bị ăn ngay một viên đạn vào đầu. Và lúc đó, một đám xương lớn đang chạy về phía bức tường để bắt đầu cuộc tấn công. Quay lại với ba người kia, họ đến gặp đại tá Grigio. Phía quân đội đã biết lũ xương đang đến tấn công nên đang gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Julie quyết định lên nói chuyện trước với bố, nhưng đại tá không hề tin việc zombie sống lại. Chết là chết, không có lằng nhằng. Or thấy tình hình căng thẳng liền muốn đi ra để chứng minh. Đại tá khi nhận ra cậu chính là một thây ma thì không do dự rút súng ra, mặc kệ Julie có nói gì ở bên cạnh. Nora đành phải dí súng vào người đại tá để thả cho Or và Julie chạy đi. Hai người muốn chạy đi báo cho những thây ma đang chờ đợi ở bên ngoài. Tiếng chuông báo động quân đội vang lên càng thúc họ vội vàng hơn. Ai ngờ được rằng lúc này đội thây ma ở bên ngoài đã đông nghịt rồi. Họ đã sẵn sàng chiến đấu để giành lấy cơ hội làm người. Lúc này đám xương đen cũng đã đến. Chúng lao vào giữa đám thây ma. Julie và Or tiếp tục chạy trốn. Quân đội lúc này cũng đã được điều động. Thậm chí đây đó các thây ma còn giúp đỡ các quân nhân. Lúc này thì nhánh quân đội chính đã đến chiến trường của đội quân thây ma. Marcus quăng luôn một con xương đen về phía họ, xác nhận đấy là kẻ thù chung của cả đám. Julie với Or lúc này đã rơi vào vòng vây của lũ xương đen. Bọn này xếp hàng gọn gàng như idol sắp debut.
Hai người chạy ra một cánh cửa, phía dưới họ là một cái hồ trang trí sân vận động. Or quyết định ôm Julie nhảy xuống, lấy thân mình làm đệm đỡ cho cú đáp nước. Đầu của Or đập xuống đáy bể cái bong. Julie vội vớt cậu lên, rồi hôn nhau trong sự bất ngờ của tôi. Má, anh em đang bị truy đuổi mà, hôn nhau gì? Hôn nhau xong thì mắt của Or trở lại bình thường. Đúng lúc này Or ăn một viên đạn vào vai. Đại tá dẫn quân đội đến và bắt Julie phải bỏ bọn zombie đấy đi. Nhưng chính nhờ phát bắn ấy mà tất cả đã phát hiện ra R đang chảy máu. Zombie thì sẽ không chảy máu. Cuối cùng đại tá cũng đã chấp nhận việc zombie thực sự đang biến đổi trở lại. Điều này đã làm thay đổi toàn bộ tình hình hiện tại. Zombie giúp loài người diệt sạch lũ xương đen, bù lại thì họ sẽ được trao cơ hội để sống và biến đổi lại thành người. Ít nhất thì cũng không bị làm nô lệ như là Son of the Dead. Nói chung là zombie giờ hơi giống đi tù về, phải học cách tái hòa nhập cộng đồng. Bức tường bảo vệ cũng đã được đánh sụp xuống, thời đại của loài người đã trở lại. Cuối cùng thì thứ để chống lại dịch bệnh zombie lại chính là tình yêu. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.